Rồi, and, pencil, open, open, band. Chọn cái nào? Open. Đúng rồi, câu 2 chọn gì? Phát âm đi đi. Wanted. Đúng rồi, very good, được 2 câu. Được 0,5 điểm rồi. Số câu dưới anh nhấn âm. Suggest, teacher, doctor. À, teacher, doctor, father, expect. À, expect, mong đợi, nhấn âm 2. Tiếp theo, enjoy, listen, adore, detect. Detect là âm 2, adore là âm 2, enjoy là âm 2, listen là âm 1. Chọn là listen. Xuống dưới, trong cái đám từ bên trên, cái nào là phụ cụm phụ âm br viết xuống dưới? Br, bl, cl, dễ đúng không? Br có cái gì? Bread là một. Bread này. Bread. Rồi, tiếp theo br có từ gì? Present. Present dịch là món quà. President. President. Tiếp theo bl có cái gì? Blue. Gì nữa? Block. Tiếp theo cl có cái gì? Clean. Gì nữa? Class. Gì nữa? Hết. Rồi, xuống bài dưới. The farmer, người nông dân cưỡi đi xe gì? Xe bò là gì? Buffalo gì? Buffalo the round cat. Buffalo the round cat là câu D. Để mà chở lúa về nhà. Câu 2, bố của tôi không có phiền. Đằng sau mai á, là động từ thêm ing con. Đằng sau mai là động từ thêm ing, con chọn thế nào? Picking up. Nhớ chưa? Picking up. Câu 3, using computer too much may have harmful. Tức là harmful là có hại đó, ảnh hưởng tới trí óc và cơ thể của bạn. Sử dụng máy tính quá nhiều có thể làm hại, có những ảnh hưởng hại có hại tới. Tới là gì? Chu nghe chưa? Cô, ơi. Chết là muốn học đúng không cô? People in the countryside, mọi người miền quê sống như thế nào hơn những người trong thành phố, so sánh hơn của trạng từ con. Trạng từ. So sánh hơn của trạng từ con học rồi nhé, cô dạy rồi đấy. More nào? Happy. More happily. Bởi vì happily ở đây chúng ta phải xài trạng từ nhá. Trạng từ có ly ấy. Liver là động từ thường cho nên con phải xài trạng từ. Mà happily là trạng từ dài, con phải xài more. Cái reading a book. Nha, yeah, reading a book to the younger children. Câu 6. Mang đây cô con. Rồi ba, câu số 6, I love the people in my village. Tôi thích mọi người trong làng của tôi, họ rất là như thế nào và hospitable. Hospitable là hiếu khách. Vậy thì cái câu ở đây con điền gì? Phơ. Cái đó là bất tiện, sao chọn bất tiện miêu tả con người, con chọn cái nào để miêu tả con người? Slow. Slow là chậm chạp. Vác là mênh mông. Friendly là thân thiện, đúng rồi. Friend là bạn, friendly là thân thiện, con khùng hả? Câu số 7 đi. Chúng tôi giúp đỡ chất lúa lên trên xe bò. Lên trên nói sao? On chu cho cô. Câu 8 đi. Bị nghiện là gì? Tôi bị nghiện internet rồi. Ở đây cần một danh từ. À, đằng sau giới từ con xài động từ thêm ing đi. Addicting. Đằng sau giới từ phải xài động từ thêm ing. Rồi số 7 dưới là chia động từ trong ngoặc, nghe chưa? Giới từ là cái nào đúng không? Giới từ là up, in, up, on là giới từ, được chưa? Tuấn lớp cái gì? Tuấn lớp cái gì? Tuấn lớp listening. À, to music. Câu 2 hiện tại hoàn thành con, ever là hiện tại hoàn thành. Là gì? Số so, lấy cơm ăn đi. Chai gì cơ? Rồi, nhanh lên, bo câu số 2 là nó lại 7 rồi nha, đi đường kia kìa con. Lên đây mình ngồi. Câu số 2 là have a nhá. Have a you ever ridden. Câu số 3, con giữ nguyên câu cho cô. Không, đây là cấu trúc you too đã từng làm gì trong quá khứ ấy. Cắm hồ. Thì con xài nguyên mẫu, you too còn đầu từ nguyên mẫu. Câu số 4, bọn họ ghét nhìn
Nhìn con trai của họ nhắn tin với bạn bè cả ngày. Seeing đúng rồi. Tiếp theo xuống bài dưới phần reading. Bây giờ mình đọc ngôi làng của tôi này. Coi rớt cái lì. I live in a village by Mekong River. Tôi sống trong một ngôi làng gần sông Mekong. Lên đây, lên đây, lên đây. Mỗi ngày, every day, tôi giống như mọi người bạn của tôi. Like most of my friends, I walk to school. Tôi đi bộ tới trường. It's a 3 kilometer away. Nó cách nhà 3 cây số. After class, sau giờ học, I often help my mother to collect water from the river. Tôi giúp mẹ tôi lấy nước từ sông. And feed the chicken. Feed the chicken là gì? Là cho ăn. At the weekend, vào ngày cuối tuần, the villager, người dân làng, often gather at the community hall. Tập trung ở đâu? Hội trường thôn. Where there is a TV. Ở đó có một cái TV. The elder là người trưởng thành watch TV. But more often they talk about their farm work and exchange news. Nhưng mà bọn họ lại thường kể về công việc nông trại và những tin tức mới. Và những tin tức và trao đổi tin tức. The children run around. Trẻ em thì làm gì? Run around. Run around. Run around. Chạy xung quanh. Ok. Playing game. Chơi trò chơi. And shouting merrily. Và la hét một cách vui vẻ. Laughter là tiếng cười. It heard everywhere. Tiếng cười được nghe thấy khắp mọi nơi. Cũng bạn 2. My father sometimes take me to the market town nearby. Bố của tôi thường dẫn tôi đi đâu? Thỉnh thoảng dẫn tôi đi đâu? Tới thị trấn gần đấy. Where he sell our home product. Nơi mà ông ấy bán những sản phẩm của nhà như vegetable là cái gì? Vegetable là cái gì? Cái gì mà ăn mỗi ngày để nấu canh các kiểu đó? Rau củ mà không biết nữa. Vegetable. Fruit là gì? Trái cây. Egg là gì? Trứng. He then buy me an ice cream. Sau đó thì ông ấy mua cho tôi cái gì? Bố tôi mua cho tôi cái gì? Kem. And let me take a ride on the electric train. Và đi tàu lửa. Tàu lửa điện. Tàu điện. In the town square. Ở quảng trường thị trấn. I love those trips. Tôi thích những chuyến đi đó. On starry night. Và những đêm bầu trời đầy sao. We children lie on the grass. Chúng tôi những đứa trẻ nằm trên đống cỏ. Nằm trên bụi cỏ. Nằm trên cỏ. Looking at the sky. Nhìn đi đâu? Nhìn đi đâu? Nhìn lên đâu? Nhìn lên trời, bầu trời. And daring và thách nhau, đố nhau. Each other to find the Milky Way, giải ngân hà. Milky Way là giải ngân hà. We dream of far away places. Chúng tôi mơ về những nơi xa xôi. Ok. Chú phone. Number one. The boy helped his parents to collect water from the village well. Chú phone. Chú. And three. Ok, chú. Đúng ha, câu 1 đúng, câu 2. The villager gather at the community hall at the weekend. Những người dân ngôi làng tụ tập ở hội trường thôn vào ngày cuối tuần. Đúng hay sai? Câu 1, cậu bé giúp đỡ bố mẹ của anh ấy thu gom. Ô, cậu bé này phải bỏ sờ đi mới đúng này. Cậu bé có sờ là sai. Cậu bé giúp bố mẹ của anh ấy thu gom đi lấy nước từ cái giếng làng. Rồi, ở đây nó lấy nước ở đâu? Con đọc cái đoạn mà lấy nước. Dòng thứ 2 và dòng thứ 3. Lấy nước ở đâu? The river là sông. Mà trong khi ở đây là ở đâu? Ở giếng. Well là cái giếng. Village là ngôi làng, giếng làng. Vậy là có một sai hay đúng? Sai. Rồi câu 2. Ngào ngày cuối tuần thì những người dân ngôi làng tụ tập ở hội trường thôn đúng không? Đúng. Đúng là tờ. Được chưa? Sang bài số 2. Trả lời các câu hỏi dưới đây dựa trên cái bài văn đấy. The boy like riding on the electric train in the town square. Có phải cậu bé thích đi xe đi tàu điện ở quảng trường thị trấn không? Nó có thích không? Có cái đèn mờ. Chờ có gì? Yes gì? Là boy là số ít. Say he cho cô. Yes he gì? Đúng rồi. Yes he the. Rồi câu 2. No với the dần nha. Đây Z mà. Yes he the, no he the dần, hiểu chưa? Rồi câu 2. What do the children do on starry night? Những đứa trẻ làm gì vào ngày những cái đêm trời đầy sao? Câu số 3. Bạn thích sống ở miền quê hay thành phố, tại sao? Rồi suy nghĩ trả lời đi, được cô xuống. Cô sang lì á. Tại. Bỏ. What do the children do on starry night? Để trả lời được câu này, con gạch chân cái từ starry night. Nó nằm ở đâu thì câu trả lời ở đấy. Thấy chưa? Đoạn cuối. Trẻ em nằm trên cỏ nhìn bầu trời và thách nhau tìm dạng ngân hà. Con ghi children lie on.
ghi vào từ children cho tới way. Copy children cho tới way được chưa? Way Milky Way á. Ok được không? Con check từ các bạn children cho tới Milky Way được không? Biết chỗ nào chưa? À trên đây ạ. À? Tưởng dưới trường có hai. Thằng này cứ ăn dưa bở, tưởng bở hoài. Thấy chưa, gạch chân đi. Đoạn cuối, đoạn 3. On starry night with children lie on the grass looking at the sky and there is either to fight the Milky Way. Thấy chưa? Chú rần rần ao ra rồi. Cái gì mà rần rần đâu, đoạn 3 mà. Đoạn 3, đoạn 3 phải dòng 3. Đoạn 3, đoạn 3. On starry night, gạch chân, children cho tới Milky Way. Rồi, con thích sống ở miền quê hay ở thành phố và tại sao? Bây giờ con trả lời. Con trả lời như thế nào? I like to live in. Ví dụ in the countryside chẳng hạn. Cô thích sống ở miền quê thì con ghi là I like to live in the countryside because sao? Ít như thế nào? Ít nó yên tĩnh. Nó đẹp và yên tĩnh. It's beautiful and quiet. Được chưa? Được chưa? In quiet. Ừ, quiet biết không? Quiet. 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 Rồi đó là bạn nào có thể viết là nó thanh bình thì viết là peaceful. Peaceful. Thanh bình. Rồi xuống bài dưới đi, điền những cái từ đó vô. Festival lễ hội, celebrate là tổ chức, lunar là âm lịch, best là nhất, happy là hạnh phúc, vui vẻ, most là nhất, activity là hoạt động, celebrated là tổ chức ở quá khứ. Rồi, điền đi nhá. Mấy giờ rồi không? 7 giờ. À, spring mùa xuân là thời gian. À, spring is a time when there are many. Mùa xuân là thời gian mà có nhiều cái gì ở đất nước tôi? Ở đất nước của chúng tôi có nhiều cái gì được? Một danh từ à, lễ hội viết nào. Số 1 festival. Rồi among them trong số chúng, hoa ban festival là cái gì? Là cái gì? Beautiful và interesting nhất là cái gì? So sánh nhất nào? So sánh nhất hả? So sánh nhất có từ gì ở đây? Tính từ dài. Có beautiful và interesting là tính từ dài rồi. Thì ở đây so sánh nhất là gì? The cộng cái gì cộng tính từ dài? Sở trích là gì con? Nghiêm khắc. Không phải sở trích con đường. So sánh nhất con. Tính từ ngắn là thêm s tờ phía sau. Tính từ dài là the most cộng tính từ dài. Cộng cái nào đây? The most. Biết most nào? Sở tờ. Và nó diễn ra, nó take play dịch là diễn ra ở Lai Châu. Nó thì nó nói về cuộc sống văn hóa của người Thái nha, Thai people. Ở cái ngày thứ hai, ở cái tháng thứ hai âm lịch á. Tháng âm lịch nó là gì? Thiếu từ gì ở đây? Cái từ âm lịch là từ nào? Lunar âm lịch. Lunar month, tháng 2 âm lịch. Trời get warmer là trời ấm hơn. And hoa ban là một loài hoa rất là beautiful ở miền núi phía Bắc. Blossom nở. Nhá, hoa ban festival là cái gì? Được gì? Thời gian mà khi mà trời ấm áp đó, hoa ban nở đó thì lễ hội được gì? Chúng ta đang cần một động từ cột 3 ở đây để cô bị động được tổ chức. Đọc lại, celebrated. Đây là thời gian tuyệt vời nhất cho mọi người. Đặc biệt là dành cho các chàng trai và cô gái. Được chưa? So all hả? Sờ o cờ cờ. Rồi xuống bài dưới đi nhá. Con, cái bài số 1 dưới đây á là con làm so sánh hơn đấy. Hiểu chưa? Tính từ dài, tính từ ngắn nghe chưa? Friendly là dài ngắn mà mơ gì? Kết thúc là y dài giống như happy, phải là happier. Thì ở đây friendly gì? Friendlier.
À, tính từ ngắn đấy. Friendlier. Biết nào? Friendlier. À, friendlier nghe chưa? Ờ, thêm R, y giải biết thì y ngắn thêm R vô. Chữ E với chữ R. Sao học mà chả hết cho cô rồi. Tiếp dưới. Cái nào dài hơn, Red River hay Mekong River? Mekong. Không phải, con chia cái từ long như thế nào cho đúng. Con viết từ long như thế nào cho đúng, so sánh hơn. Mò long. Nó mới long ly. Long R. Đọc là long gì? Long. Long G. Học chưa? Học so sánh hơn rồi đúng không? Không bằng thằng em mà. Nó mới học, nó nhớ. Trời ơi, thằng anh gì tệ hại dữ. Rồi, số mày dưới viết lại câu nghĩa không đổi. Suy nghĩ, cô hướng dẫn con câu số 1. Nhà của tôi thì cao hơn nhà của bạn. Vậy nhà của bạn thì ờ, cái từ thấp là từ nào? Short. Viết đây. Nhưng mà phải so sánh hơn nha, so sánh hơn của short nha. Nhiều hơn short. Rồi hao y, thêm y vào. Short gì? Shorter. Short S-H-O-R-T. Trời ơi là trời. Dan my house. Ok. Mà your house is shorter than my house. Rồi mà làm đi. Làm đi nha. Rồi vào câu 2. Tôi thích nghe nhạc. Con sẽ viết thành I like gì? I like listening. Chú. Music. Câu 3. Cái đầm màu đen thì đắt hơn cái đầm màu trắng. The black dress is more expensive than the white one. Than the white one. Vậy là cái đầm trắng thì sao? Rẻ hơn đâu? Cheaper. Cheaper than the black dress. Cheaper. Chờ e a p. Chữ chờ. Chữ e. Chữ a. Chữ p. Thêm r vô. Cheaper. Chip hả? Kẹo chip hả? Câu 4. I don't use oil lamp anymore. Chúng tôi không sử dụng đèn dầu nữa. Oil. Cheaper than the black dress. The white dress is cheaper than the black dress. Nha, cái đầm màu trắng thì rẻ hơn cái đầm màu đen. Câu số 4 này, chúng tôi không sử dụng đèn dầu nữa. Biết như thế nào, chúng tôi đã từng sử dụng đèn dầu. Cấu trúc mà đã từng mình học chưa nhở? Chưa hả? Cô chưa dạy à? You choose cộng đồng từ nguyên mẫu à? Thêm chữ chu vào. We you choose, sử dụng là you. We you choose you oil lamp. We you choose you oil lamp. Nhìn ngồi lên đây nhìn xuống dưới đi. Không thấy thì nhìn qua đây cho tôi cái. Trèo đây nhìn xuống. Nhìn thấy ngồi ngược xuống. Nhanh lên. Ngồi xuống. Nha. We you choose you oil lamp. Đấy, chúng tôi đã từng sử dụng đèn dầu công thức you choose của động từ nguyên mẫu. Đã từng làm gì đó trong quá khứ. Câu tiếp theo. No one là không ai. In my group trong nhóm tôi mà intelligent hơn Mary. Intelligent là thông minh. Không ai trong nhóm của tôi mà thông minh hơn Mary. Vậy Mary là đứa thông minh nhất chứ sao hơn. Chuyển sang so sánh nhất. Vậy là Mary con phải có y và có the. Và thông minh là tính từ dài, con phải most. The most intelligent in my group. Đấy, Mary is the most intelligent in my group. Mary is the most intelligent in my group. Mày học làm bài chăm chỉ thì mới hiểu được. Con chưa hiểu bài cũng làm được. Tiếp theo. Anh ta làm việc rất là nhiều. Anh ta cảm thấy rất mệt mỏi. Anh ta càng làm việc nhiều, anh ta càng mệt mỏi. Đây là công thức càng cua con chưa được học. Tiếp theo. The more he work. Đấy. The tired. The more tired. The more tired he feel. Nhá. Đấy thì là hay ra con đuổi ra câu. Ừ đúng rồi, the more he work, the more tired he feel. Con lười quá giờ chịu đồ hàng chứ sao. Rồi ok đề khác nha.